Còn tại Đà Nẵng, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đang là điểm nóng mới về dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Chỉ trong 2 ngày qua, đã có 48 ca mắc COVID-19 ở đây. Đặc trưng của khu vực này là các ngõ nhỏ, nhà dân sát nhau, diện tích nhỏ nên rất dễ lây lan. Lực lượng chức năng đã làm rào chắn ở khu vực có ca mắc, trực canh gác nghiêm ngặt tại đây. Ngành y tế đã lên phương án lấy mẫu xét nghiệm theo phương pháp real-time PCR 3 ngày một lần, xen kẽ các ngày còn lại sẽ lấy mẫu test nhanh.